Xin kính chào bà con, nơi anh cá đầu hôm nay giới thiệu với bà con một cái dòng lưới rất là đặc biệt. Đó là lưới lùa gà, lưới răng gà rừng, răng ở xung quanh bìa rừng và thậm chí răng ở trong rừng. Dòng này bà con nên nhớ là cái chất lưới của nó siêu dai, siêu khỏe và chịu đựng rất là tốt. Đây là đầu sẽ giật cho bà con xem. Đấy. Đấy bà con thấy chưa, cái độ dai của nó rất là cao. Không như cái dòng lưới bình thường bà con, nếu lưới bình thường bà con đưa hai ngón tay vào bà con búng cái là đứt rồi. Đây là dòng lưới săn hàng nhé bà con. Vì vậy mà áp dụng vào cho cái dòng lưới răng gà, lùa gà rừng này thì đảm bảo cho bà con rồi, để tránh cái trường hợp mà khi con gà vào mà nó răng nó bị phá lưới. Rất là uổng công và rất là tiếc nuối bà con ạ. Thì đây, bà con đang xem, đây là hàng gia công trực tiếp cho bà con để bà con xem thấy được. Thì dòng này là A Đầu đang thiết kế cho bà con là cao 5m, cao 5m, thắt một cầu ở giữa để cho cái phần lưới ở đây sẽ đỡ giữa trên và dưới, tạo lên cái hai lớp túi bảo vệ. Và khi gà nó phi vào tầm nào thì sẽ có túi ở tầm đấy cho bà con. Và một điểm nữa, cái dòng này bà con thấy trên màn hình, bà con thấy đây, cái áo bọc bên ngoài là cái lớp áo bằng cước màu đen, được nhuộm thành màu đen cho bà con, để dạng như là lưới chim, lưới răng gà tàng hình đấy cho bà con đấy. Còn đâu cái lưới của nó là lưới thì bà con đã biết, A Đầu đã giới thiệu rồi đấy. Dòng lưới này là dòng lưới Hàn Quốc, phôi này là phôi của Hàn Quốc nhập khẩu trực tiếp về. A Đầu nhập trực tiếp về và gia công cho bà con theo đúng yêu cầu. Thì dòng lưới này là dòng lưới chuyên săn hàng cho bà con, săn các dòng cá lớn. Và A Đầu áp dụng vào cho bà con là làm lưới lùa gà, răng gà. Đấy, hàng này thì nó đảm bảo cho bà con mọi vấn đề rồi. Một cái lưới này thì là cái phôi lưới nó là màu xanh lá cây, thì nó sẽ hòa lẫn vào cỏ cây hoa lá và hòa lẫn vào rừng cây thiên nhiên, rất là hài hòa, bà con thấy không? Khi mà răng lên thì nó sẽ không bị lộ và gà nó cũng không phát hiện ra được. Thì ngoài răng gà ra thì bà con có thể răng cả được chồn luôn bà con ạ. Trông vậy thôi nhưng lưới dai đấy bà con, em dứt còn không đứt đấy, trừ ra một lực tác động cực lớn thì nó mới đứt được thôi. Cái dòng này một đặc điểm nữa là dưới cái phần chân cũng như là hai phần chân hai bên thì là có một kết hợp một lớp lưới, hàng lưới cào sợi rất là lớn nha, sợi cào chín này, để giúp cho là cái chân giữa hai bên nó rất là khỏe và chịu lực rất là tốt. Và cái dây để đi thắt khóa chết giữa phần trên và phần dưới cũng được nhuộm bằng màu đen cho bà con, nhuộm dây màu đen để cho cũng ngụy trang. Thì tổng thể là một cái tấm lưới như thế này nó sẽ ngụy trang cho bà con đấy, khi bà con răng gà rừng hay răng những cái loại thú nhỏ là nó sẽ ngụy trang và hầu như là không phát hiện ra được cái tấm lưới bà con đang đánh. Đấy, cái lớp áo bên ngoài nhuộm màu đen rất là đẹp. Trông vậy thôi nha bà con nha, cái túi ở đây nó thiết kế cho bà con rất là sâu nha, túi hơn 1 mét cơ, nên là khi một con gà nó bay vào đây thì nó sẽ quấn vào trong cái túi này đấy, để tránh cái tỷ lệ sấy gà đấy, mãi mới răng được con gà mà sấy thì đúng là thực sự ngồi chỉ tiếc thôi. Còn đây là cái cầu giữa này cho bà con này, thắt một cái cầu giữa để chịu lực đỡ, để tạo lên hai phần túi đây, chính là hai phần túi đây bà con xem đây, hai phần túi này rất là dài và rất là sâu cho bà con. Đấy, chiều cao tổng thể là 5m. Đấy, thắt thì thủ công rồi, rất là đẹp, đầu viên hai bên A Đầu số cho bà con đầy đủ. Đấy, khi nhuộm lên cái cước này là cước 40 này cho bà con này, cước hai bên là cước 40 và chắc chắn là bà con kiếm được cái cước 40 rất là khó nha. Còn mắt lưới thì mắt lưới 13 phân và hàng này hàng 3 lút xịn luôn. Như thông thường thì trên thị trường thì đang có 2 nút là những dòng lưới Thái bình thường thôi. Nhưng cái lưới Hàn Quốc này nó là 3 nút cơ. Chuyên thiết kế cho là dòng đánh biển, những A Đầu nhập về để phục vụ bà con cho các loại săn hàng cũng như là đánh cả gà rừng và một loại thú nhỏ. Bà con liên hệ ngay với A Đầu. Xin cảm ơn bà con.